Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ màu vàng của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chiếc mặt nạ màu vàng. Và cái chiếc mặt nạ này thì nó sẽ được trang trí bởi những cái phần hình tròn cũng như là một số các cái hình trang trí màu xanh dương nhé. Rồi, như vậy chúng ta có đầu tiên là hai tờ giấy màu vàng và màu xanh dương, đúng không? Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ có cho mình một cái dao dọc giấy này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái bút chì này, kéo này. Rồi, tiếp theo thì sẽ là súng bắn keo nhé. Sau đó thì bước đầu tiên để làm được cái mặt nạ này thì mình sẽ sử dụng cái phần cái bút chì này. Sau đó thì mình sẽ vẽ hình cái mặt nạ lên trên cái phần tờ giấy màu vàng này. Rồi cái mặt nạ này của chúng ta thì ở cái phần bên trên thì nó sẽ có cái phần trang trí hơi giống cái ngọn lửa một chút nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần mặt nạ này ra nha. Mình sẽ cắt nó ra trước, sau đó thì mình sẽ trang trí theo sau nhé. Rồi. Sau đó thì mình sẽ vẽ tiếp cái phần trang trí bên trong này, và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần dao dọc giấy thì mình sẽ cắt.
Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái phần mắt bên trong này. Phần này thì sẽ giống như là cái phần mí mắt như các bạn. Rồi cái phần này mình sẽ làm xuống đây. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái phần mặt nạ với cái phần hình trang trí màu xanh như thế này. Tiếp theo nhé, thì mình sẽ trang trí tiếp cho cái phần bên mắt bên trái, mắt bên phải là cái những cái hình tròn nhỏ màu xanh dương đúng không? Đây mình sẽ cắt khoảng 5 hình tròn, 5 đến 6 hình tròn nhé. Sau đó thì mình sẽ dán những cái hình tròn này nha bạn, mình sẽ dán xuống bên dưới cái mắt bên phải nha. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái mặt nạ màu vàng nhạt này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.